Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo vào giờ này đã đến giờ chính thức cử hành đại lễ khánh thành an vị Phật và kết giới Sima tại chùa Thiền Quang một sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này ban tổ chức chúng con xin thành kính đê đầu bái thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, lãnh đạo hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành và chư tôn thiền đức trong hệ phái Phật giáo Nam Tông. Quý ngài từ bi quang lâm khu vực lễ đài để chứng minh và tham dự đại lễ khánh thành an vị Phật và kết giới Sima tại chùa Thiền Quang một sáng hôm nay. Ban tổ chức chúng con xin đê đầu bái thỉnh chư tôn thiền đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vào giờ này, ban tổ chức chúng con thành kính đê đầu bái thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức, chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thượng tọa đại đức tăng, lãnh đạo hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền đức hệ phái Phật giáo Nam Tông. Vào giờ này cung thỉnh quý ngài quang lâm khu vực lễ đài để chứng minh và tham dự đại lễ khánh thành an vị Phật và kết giới Sima tại chùa Thiền Quang một sáng hôm nay. Ban tổ chức chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn thiền đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ Phật tử hoan hỷ đứng lên trang nghiêm chắp tay để cùng đón chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền đức, chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, cùng chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng hệ phái Phật giáo Nam Tông đang từ từ quang lâm khu vực lễ đài để chứng minh tham dự đại lễ khánh thành an vị Phật và kết giới Sima tại chùa Thiền Quang một sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh trước khi chính thức cử hành đại lễ khánh thành an vị Phật và kết giới Sima ngôi chánh điện chùa Thiền Quang một. Ban tổ chức chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, cùng chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng trong hệ phái Phật giáo Nam Tông, cùng toàn thể liệt quý vị khởi thân để niệm Phật cầu gia hộ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Đà sa nam mô tại sa bhagavato arahato sam bang đà sa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thể hiện tấm lòng kính tín nơi Tam Bảo, nhất là hiện tiền chư tôn thiền đức hiện diện trong đại lễ khánh thành an vị Phật và kết giới Sima ngôi chánh điện vừa mới xây dựng xong của chùa Thiền Quang một, ban tổ chức chúng con thành kính dâng lên Tam Bảo cùng chư tôn thiền đức
những lẵng hoa tươi thắm để chào đón sự hiện diện quang lâm tham dự vô cùng hoan hỷ của quý ngài. Vào giờ phút này, xin mời đoàn dân hoa từ từ tiến vào trung tâm lễ đài để kính dâng lên chư tôn thiện đức chứng minh những lẵng hoa tươi thắm, và đồng thời xin trân trọng kính mời cô tu nữ Diệu Tâm kề kinh dâng hoa cúng dường lên tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cô chê mi bồ tăng cô su mê na nê na buồn nhê na mê tê na chọn tu một khăn bộp phẳng mi la gia tì gia thái đăng mê ca vô ta tha ya ti vi na sa pha văn cô chê mi đà măng cô su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cho hôn tu một căn bộp phẳng mi la gia tì gia thái đăng mê ca vô ta tha gia tì vi na sa pha văn bồ chề mi sang khăn cô su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cho hôn tu một khăn bộp phẳng mi la gia tì gia thái đăng mê ca vô ta tha gia tì vi na sa pha văn. Chúng con xin cúng dường tam bảo bao cành hoa toàn hảo hiến dân cầu mong thoát chốn mê trần niết bàn trong đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dưỡng cảnh ủ rũ dần hình ảnh còn chi chúng con phải chịu thế ni xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng chứng minh buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành
và địa phương xã Bình Sơn. Kính thưa quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng thiện nam tín nữ hiện diện, chùa Thiền Quang Một, ngôi đạo tràng đầu tiên tiêu biểu của Phật giáo Nam Tông tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ngôi nhà chung đầu tiên của Chư Tăng Nam Tông tại tỉnh Đồng Nai, nơi đã từng đào tạo biết bao thế hệ tăng tài cho Phật giáo Nam Tông. Sau nhiều năm xây dựng, nay đã hoàn thành được ngôi chánh điện vô cùng uy nghiêm, xứng đáng là chốn già lam tiêu biểu của Phật giáo Nam Tông, tỉnh Đồng Nai. Ngôi chánh điện vừa mới hoàn thành chính là hạng mục đầu tiên trong nhiều hạng mục cần phải xây dựng để chỉnh trang và quy hoạch ngôi chùa Thiền Quang Một ngày thêm kiên cố vững chắc, trang nghiêm thanh tịnh, phù hợp với kiến trúc Phật giáo Nam Tông, mang đậm văn hóa chùa Việt trên mảnh đất Đồng Nai văn hiến. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn, Phật lịch 2568, hòa với niềm vui chung của công trình chánh điện vừa được hoàn thành viên mãn, chùa Thiền Quang Một long trọng cử hành đại lễ khánh thành an vị Phật và kết giới Sima ngôi chánh điện mới đúng theo giới luật biệt truyền của Phật giáo Nam Tông. Đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con quang lâm chứng minh đại lễ hôm nay, trong giờ phút trang nghiêm long trọng và tràn đầy niềm hoan hỷ, chúng con xin được nghiêng mình cung đón và thành kính giới thiệu sự hiện diện vô cùng quý báu của ngài Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Chúng con thành kính cung đón giới thiệu sự hiện diện của trưởng lão Hòa thượng Giới Đức, bậc tôn túc giáo phẩm Phật giáo Nam Tông, trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng, thành phố Huế. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Thiện Pháp, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Thiền Quang Một, trưởng ban tổ chức đại lễ hôm nay. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Thích Huệ Khai, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực Ban Pháp chế Trung ương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Bửu Chánh, ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Thượng tọa Thích Thiện Trí, phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Chúng con kính giới thiệu thượng tọa. Đại đức Thích Huệ Thới, phó văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Chúng con kính giới thiệu. Hòa thượng Minh Giác, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Pháp Tông, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Thiện Nhân, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức, trụ trì chùa Xá Lợi Phật Đài thành phố Thủ Đức. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Bửu Đức, trụ trì chùa Hương Đạo. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Tăng Định, ủy viên thường trực Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Kỳ Viên, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Giác Giới, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ trì tổ đình Viên Giác tỉnh Vĩnh Long. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Kim Cang Trí, bậc tôn túc trưởng lão Phật giáo Nam Tông. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Giác Trí, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Trí Đức, bậc tôn túc Phật giáo Nam Tông, trụ trì chùa Ngọc Đạt, thành phố Biên Hòa. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Thiện Trí, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng. Hòa thượng Pháp Cần, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Hòa thượng Pháp Huyền, trụ trì chùa Phước Huệ, huyện Định Quán. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng.
Thượng tọa Thiện Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng phân Ban Nghi lễ Phật giáo Năm Tông Kinh Trung ương, chúng con kính giới thiệu Thượng tọa. Thượng tọa Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng con kính giới thiệu Thượng tọa. Đại đức Minh Tấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con kính giới thiệu. Đại đức Thích Thiện Trí, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chúng con kính giới thiệu. Thượng tọa Bửu Hiền, Phó trưởng Ban Trị sự, kiêm trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chúng con kính giới thiệu. Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trưởng Ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, chúng con kính giới thiệu. Đại đức Thích Nguyên Thông, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự huyện Long Thành, chúng con kính giới thiệu. Thượng tọa Chánh Định, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chúng con kính giới thiệu. Thượng tọa Tuệ Quyền, Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa, chúng con kính giới thiệu. Thượng tọa Pháp Tân, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử dân tộc tỉnh Đồng Nai, chúng con trân trọng giới thiệu. Về phía chính quyền tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành, xã Bình Sơn, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của bà Lê Thị Hoài, Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai, xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phước Ninh, nguyên phó văn phòng ban tôn giáo chính phủ phía Nam, xin trân trọng giới thiệu. Ông Dương Minh Dũng, bí thư huyện ủy huyện Long Thành, xin trân trọng giới thiệu. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, xin trân trọng giới thiệu. Bà Lê Nguyên Thùy Linh, Phó Phòng Nội vụ huyện Long Thành, xin trân trọng giới thiệu. Bà Lê Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành, xin trân trọng giới thiệu. Ông Lương Trung Dũng, Phó Phòng An ninh Công an huyện Long Thành, xin trân trọng được giới thiệu. Ông Lâm Hoàng Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn, xin được trân trọng giới thiệu. Ông Lê Chí Phương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành, xin được trân trọng giới thiệu. Ông Võ Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, xin được trân trọng giới thiệu. Bà Nguyễn Thị Hồng, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, xin được trân trọng giới thiệu. Ông Huỳnh Minh Dũng, Phòng Nội vụ huyện, xin được trân trọng giới thiệu. Trung tá Lê Văn Hảo, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Long Thành, xin được trân trọng giới thiệu. Ông Võ Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, xin trân trọng giới thiệu. Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn, xin được trân trọng giới thiệu. Và ban tổ chức xin được hân hoan đón chào sự hiện diện chứng minh tham dự của Chư Tôn Thiện Đức trụ trì và đại diện các chùa thuộc Phật giáo Nam Tông, quý cô tu nữ cùng toàn thể khách mời và chư quý Phật tử xa gần. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chung Chư Tôn Đức và chào đón toàn thể liệt quý vị, xin trân trọng giới thiệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý quan khách, quý tu nữ cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện. Chương trình đại lễ khánh thành an vị kim thân Phật và kết giới Si Ma ngôi chánh điện chùa Thiền Quang Một sẽ được cử hành như sau: 1. Trang nghiêm đạo tràng. 2. Cung thỉnh Chư Tôn Đức, quý quan khách, tu nữ và Phật tử quang lâm lễ đài, niệm Phật dân hoa, tuyên bố lý do giới thiệu chương trình và thành phần tham dự, báo cáo quá trình xây dựng, tác bạch của đại diện thí chủ Phật tử, phát biểu của đại diện chính quyền tỉnh Đồng Nai, phát biểu chúc mừng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh, tặng hoa và quà lưu niệm, cảm tạ của ban tổ chức, các băng khánh thành chánh điện, lễ an vị kim thân Phật tại chánh điện, thọ trai, lễ kết giới Si Ma sẽ diễn ra lúc 13 giờ, hồi hướng hoàn mãn chương trình vào lúc 15 giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa quý quan khách, quý tu nữ cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Như quý ngài và quý vị đã biết, bất cứ một công trình xây dựng nào, dù nhỏ dù lớn,
đều tồn tại và phát sinh những khó khăn nhất định, nhất là công trình tôn giáo, một công trình mang tính tâm linh tín ngưỡng và là nơi quy tụ của niềm tin tín ngưỡng của đồng bào Phật tử cũng như tu tập, lại càng đòi hỏi nhiều yếu tố tôn giáo, nhất là giới thiệu nét văn hóa độc đáo của một dân tộc, của một tôn giáo. Nó còn chuyển tải các tâm hồn và đạo đức của dân tộc ấy, tôn giáo ấy. Phật giáo Nam Tông Kinh là một thành viên sáng lập trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuy có khởi nguồn từ các nước quốc giáo của Phật giáo như Thái Lan, Campuchia và ít nhiều ảnh hưởng nền văn hóa của các nước ấy, nhưng khi được truyền về Việt Nam để trở thành Phật giáo Nam Tông của người Kinh như ngày hôm nay, thì Chư Tôn Đức Khai Tổ vẫn giữ nguyên những nét văn hóa đặc thù, độc đáo của dân tộc Việt Nam. Các ngài đã khéo léo dung hòa giữa hai truyền thống Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền tại Việt Nam, nhất là về mặt thiết kế và xây dựng các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Kinh vô cùng thuần đơn giản dị, mang đậm nét văn hóa và sự thuần hậu chân chất của người Việt Nam suốt bao đời, bao thế hệ. Như câu ca dao mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Để có thể hiểu rõ hơn về những ưu tư trăn trở cũng như những khó khăn vướng mắc trong giai đoạn xây dựng ngôi chánh điện chùa Thiền Quang I trải dài trong suốt 9 năm qua, chúng con xin được thành kính đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng Thiện Pháp, Viện Chủ Chùa Thiền Quang I, trưởng ban tổ chức đại lễ, trưởng ban kiến thiết sẽ báo cáo quá trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Thiền Quang I trước sự chứng minh và thính dự của Chư Tôn Thiền Đức, quý quan khách cùng toàn thể liệt quý vị. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ngài Hòa Thượng Viên Minh, Phó Pháp Chủ Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa quý chính quyền địa phương các cấp tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành, xã Bình Sơn. Kính thưa toàn thể quý tu nữ và thiền nam tín nữ hiện diện trong cuộc lễ hôm nay. Trong giờ phút trang nghiêm long trọng của buổi lễ khánh thành và an vị Phật Kiết Giới Sima, ngôi chánh điện vừa mới hoàn thành của chùa Thiền Quang I, chúng con xin được thay mặt ban tổ chức thành kính cung đón Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và chào mừng sự hiện diện quang lâm của tất cả quý vị chính quyền địa phương tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành, xã Bình Sơn, quý cô tu nữ và toàn thể các Phật tử xa gần đã vân tập về ngôi chùa hôm nay. Trong không khí trang nghiêm, long trọng và tràn đầy niềm hoan hỷ, cho phép chúng con với cương vị là trụ trì, đồng thời cũng là trưởng ban kiến thiết ngôi chùa Thiền Quang I, được nhắc lại đôi chút về quá trình hình thành và phát triển của ngôi Già Lam trong suốt 49 năm khi đất nước thống nhất cho đến nay, cũng như kính bạch quý ngài và cũng thưa quý liệt vị trong quá trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Thiền Quang I. Vào năm 1976, chúng con được duyên lành về đây khai quang lập chùa Thiền Quang với sự hỗ trợ của cô tu nữ Diệu Linh và cố Hòa Thượng Giác Chánh cùng xây dựng chùa Thiền Quang I, cũng như góp phần đào tạo tăng ni trẻ cho giáo hội tăng già quận thị Việt Nam. Sau đó, do nhu cầu phát triển về tu học của chư tăng tại bổn tự nên chúng con đã lần lượt trùng tu chùa Thiền Quang I 3 lần. Lần thứ nhất vào năm 1982, lần thứ hai vào năm 1992. Lần này đã xây dựng một ngôi chánh điện, một dãy tăng xá, một trệt bằng bê tông cốt thép. Những công trình chánh điện còn có di động khoảng 300 mét vuông, vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tăng ni và Phật tử đông đúc vào các những dịp đại lễ như Phật đản, lễ Du Lan báo hiếu, lễ an cư kiết hạ, lễ dân y, vân vân. Do đó năm 2015, do công trình xây dựng quá nhỏ hẹp và xuống cấp nên cần phải chỉnh trang và bố trí hợp lý công trình của chùa thiền của chùa, nên tổng diện tích đất đai là hơn 30.000 mét vuông, nên chúng con đã quyết định tái thiết và cũng như sắp đặt lại cho phù hợp với đáp ứng nhu cầu sử dụng của chùa Thiền Quang I. Cùng năm này chúng con đã tiến hành xin phép xây dựng, gửi lên các cấp giáo hội cũng như chính quyền xã Bình Sơn, huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai
được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp phép xây dựng số 108 vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Sau đó vào ngày 12 tháng 2 năm 2016 nhằm ngày 7 tháng Giêng năm Bính Tuất Phật lịch 2559 dương lịch 2016, chúng con đã chính thức đặt đá khởi công xây dựng ngôi chánh điện mới một trệt một lầu, diện tích tổng diện tích là 3.000 mét vuông, thì cũng là một trong những các hạng mục cần phải xây dựng trong chánh điện như tường rào, cổng tam quan, tăng xá, phước xá, bảo tháp, trai đường, nhà bếp, sân bãi và một số công trình khác vân vân. Dù đã được khởi công từ tháng 4 năm 2016, nhưng mãi cho đến năm 2022, ngôi chánh điện mới được hoàn thành do nguồn kinh phí nhiều lần cạn kiệt. Cũng như chờ đợi giai đoạn lúc tôn tượng Phật để thỉnh Đức Thế Tôn an tọa trên bảo tọa, trên chánh điện, trước khi đúc cột dựng mái, đặc biệt là công trình tạm ngưng trong 2 năm, vì bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020 cho đến 2021. Sau khi hoàn tất chánh điện, chúng con đã cung thỉnh chư tăng về chùa Thiền Quang Một trước là để khánh tạ chư tăng Phật tử đã ủng hộ xây dựng, cũng như cảm tạ chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho công trình, tạ ơn chư thiên đã hộ trì ngôi chánh điện được xây dựng thành tựu viên mãn, và đồng thời cử hành nghi thức xả xi ma chùa cũ theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Công trình chùa Thiền Quang Một xây dựng trải qua rất nhiều giai đoạn, nhưng chúng con tạm chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là đóng trụ móng, đổ móng băng và cột. Giai đoạn này là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Triều Dương đảm trách. Giai đoạn 2 là đổ tấm phần tấm tầng 1, cũng là sàn chánh điện, cột mái và lợp ngói theo hoa văn trên đỉnh. Phần này do công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng và mới thi công. Và giai đoạn 3 chính là giai đoạn hoàn thiện cuối cùng do công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế NTH đảm trách. Mỗi giai đoạn là một khoảng thời gian dài, đầy gian nan và thử thách, là sự nhiệt tâm cống hiến của tập thể chư tăng và các nhân sự, nhà thầu xây dựng cũng như các chùa, các chư tăng đã giúp đỡ. Kinh phí xây dựng ban đầu chúng con dự trù khoảng 25 tỷ, nhưng do những khoản phát sinh không mong muốn như giá vật tư thay đổi hàng năm, cũng như có vài chi tiết phải gia cố cần thêm nên gia cố nên thêm vào kinh phí sau khi hoàn thành ngôi chánh điện thì vào khoảng 30 tỷ. Con số đó là chúng con đã cố gắng tiện tặng đến mức có thể để giảm thiểu phần thâm hụt và phát sinh ngoài dự kiến. Kể từ lúc khởi công 2016 đến năm 2022, ngôi Đại Hùng Bửu Điện chùa Thiền Quang Một đã trải qua thời gian là 7 năm. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể chư Phật tử, chùa Thiền Quang Một nằm sát sân bay quốc tế Long Thành, đang trong quá trình xây dựng và sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong vài năm tới. Việc xây dựng ngôi chùa Thiền Quang Một hoàn toàn cũng xem như là bộ mặt của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo nguyên thủy nói riêng trong mắt du khách. Khi đặt chân đến sân bay quốc tế Long Thành, chùa Thiền Quang Một sớm được hoàn thành viên mãn sẽ góp phần thêm cảnh quan xinh đẹp, phong phú về không gian tâm linh, tín ngưỡng cho địa phương Bình Sơn, Long Thành cũng như du khách. Nói về viên thiện pháp, đã nói về thiện pháp thì đây cũng là một công đức không nhỏ để xây dựng được ngôi chùa, nhà chung cho giáo hội, cho hệ phái, cho chư tăng Phật giáo, Phật tử thập phương đến giảng cảnh chùa, chiêm bái và tu học Phật pháp. Do đó tất cả sự mong muốn tốt đẹp không chỉ riêng cho chùa Thiền Quang Một chúng con, mà rất mong ngôi chùa này sẽ sớm được hoàn thiện theo nguyện vọng. Trong kính mong chư tôn đức từ bi chứng giám, chính quyền địa phương giúp đỡ, cũng như thiện nam tín nữ xa gần và các nhà hảo tâm nhiệt tình giúp đỡ cho những công trình tiếp theo sẽ được xây dựng. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn thiền đức tăng. Sau nữa là chúng tôi xin
tri ân chính quyền địa phương các cấp, quý cô tu nữ, Phật tử gần xa, ủng hộ, khuyến khích, giúp đỡ, tài lực, sức lực cho bổn tự suốt nhiều năm qua để xây ngôi chánh điện quy nghi kiên cố vững chắc như ngày hôm nay. Và chúng con cũng rất tha thiết mong được tấm lòng từ bi quý ngài cũng như sự nhiệt tình quý ủng hộ của chư Phật tử để công trình sớm, những công trình phụ của chùa Thiền Quang một sớm được thành tựu như ý. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý quan khách, tu nữ và Phật tử luôn được an lành, tấn hóa hạnh phúc, miên trường trong ánh từ bi vô lượng của Tam Bảo. Để kính nguyện công trình xây dựng chùa Thiền Quang một sớm được mỹ mãn như ý nguyện, thành kính báo cáo trong quá trình xây dựng của chùa Thiền Quang một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau phần báo cáo quá trình xây dựng chùa Thiền Quang một do ngài Hòa thượng Thiện Pháp trụ trì chùa Thiền Quang một báo cáo trước sự chứng minh của chư tôn trưởng lão chư tôn Thiền Đức. Tiếp theo chương trình là phần tác bạch của đại diện chư thí chủ Phật tử đã hùng phước kiến thiết ngôi chánh điện chùa Thiền Quang một. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Thành Trước sẽ đại diện cho tập thể các thí chủ, các nhà hảo tâm, trong đó có chư tôn Thiền Đức, quý tu nữ cùng toàn thể chư quý Phật tử xa gần, những nhân tố tích cực đã góp phần công của tạo nên ngôi chánh điện chùa Thiền Quang một ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Thành Trước tác bạch trước sự chứng minh của chư tôn Thiền Đức cùng toàn thể liệt quý vị, xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Kính thưa quý cô tu nữ, quý quan khách cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ. Hôm nay ngày 13 tháng 10 24 nhằm ngày 11 tháng 9 năm Giáp Thìn, trong giờ phút trang nghiêm, long trọng và tràn đầy niềm hoan hỷ của ngày đại lễ khánh thành an vị Phật và kiết giới Si Ma ngôi chính điện chùa Thiền Quang một. Sau nhiều năm xây dựng, nay đã thành hình uy nghi đồ sộ, kiên cố vững chắc với thời gian trường tồn lâu dài và với năm tháng, như chính ngôi nhà Phật Pháp đã trường tồn suốt hơn 20 năm 5 thế kỷ, trải qua bao thăng trầm của dòng biến thiên lịch sử nhân loại. Trước sự chứng minh của chư tôn Thiền Đức cũng như sự tham dự của đông đảo quý Phật tử xa gần, chúng con xin được thay mặt cho toàn thể quý Phật tử đã hùng phước cúng dường tài lực, sức lực và công trình đại trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Thiền Quang một, mà trước tiên là ngôi Phật điện uy nghi này, chúng con xin có đôi lời tác bạch kính dâng đến chư tôn Thiền Đức và thưa cùng liệt quý vị. Sau khi Đức Phật thành đạo, vị thí chủ đầu tiên cúng dường ngôi Già Lam, được xem là ngôi tổ đình thuở sơ khai của Phật giáo, chính là Đức Vua Bình Sa Vương. Ngài nhận thấy cần phải có một trú xứ thanh tịnh, thích hợp cho việc tu tập, để có thể cung thỉnh Đức Phật và chư Thánh Tăng lưu trú tại kinh thành Vương Xá. Nên Đức Vua đã thành kính cúng dường khu vườn trúc nơi trú ngụ của những con sóc của Ngài, đồng thời xây dựng trong đó ngôi tịnh xá có cái tên gắn liền với khu vườn trúc ấy là Trúc Lâm Tịnh Xá. Tại đây, Đức Phật và chư Tăng đã an cư rất nhiều mùa hạ, cũng như thường cư ngụ tại đây để hoằng khai diệu pháp, tiếp độ chúng sanh. Sau Đức Vua Bình Sa Vương còn có Đức Vua Tịnh Phạn, thân sinh của Đức Phật, cũng cúng dường ngôi đại tự Nikrodha. Sau này, ông trưởng giả cấp Cô Độc lại mua hoa viên của Thái tử Kỳ Đà và xây dựng chùa Kỳ Viên cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng. Nhiều năm sau, đại tín nữ Visakha cũng cúng dường ngôi chùa Đông Phương Tự lên Đức Phật và Chư Tăng để Đức Bổn Sư và Thánh chúng có
có trú xứ tịnh cư mỗi khi có dịp ngự về những kinh thành và xứ sở ấy. Đó là những ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo thuở sơ khai mà từ bốn ngôi đại tự được xem là tổ đình của Phật giáo. Ấy mà ngày nay, trên toàn thế giới đã có đến hàng trăm triệu ngôi chùa Phật giáo được xây dựng làm nơi thờ tự Đức Phật và cũng là nơi chư tăng cư ngụ, tu tập và hoằng dương Phật Pháp. Đức Phật dạy, cúng dường chỗ trú ngự gọi là cho sự an vui. Sự an vui, an toàn hay yên ổn khi được nương náu trong một ngôi chùa, một ngôi nhà để tránh những điều tai hại, để chống lại với thời tiết nắng mưa, sương gió. Và cũng chính ngôi chùa hay ngôi nhà ấy lại là quê hương, là nguồn cội, là nơi ấp ủ và sinh sôi biết bao tình cảm thiêng liêng của thầy và trò, của cha mẹ và con cái cùng những thế hệ kế thừa sau này. Phước báo cao quý của việc cúng dường nơi thờ tự Đức Phật, Đức Pháp là nơi Đức Tăng tịnh cư hành đạo là vô lượng vô biên, không gì sánh kịp. Vì ngôi chùa không chỉ là nơi đơn thuần thờ cúng Đức Phật, Đức Pháp, mà còn là nơi chư Tăng nương náu tu tập, hành trì cúng đường cao quý của Bậc Thánh. Đồng thời cũng là nơi truyền trao chánh pháp, hoằng dương đạo pháp, đạo màu, đạo tạo thế hệ tăng già kế thừa mạng mạch Phật giáo, tiếp độ quần sanh. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Dù đi vạn nẻo non sông, nghe chuông chùa đổ nặng lòng quê hương. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, chúng con hằng tại gia Phật tử với trách nhiệm hộ pháp, hộ tăng, luôn cố gắng thực hành lời Phật dạy về những thiện sự cần làm, những pháp môn cần tu để giúp đỡ, hộ độ chư tăng trên bước đường hành đạo và xưởng dương Phật Pháp. Chúng con kẻ ít người nhiều, kẻ công người của khi được nghe Ngài Hòa Thượng Thiện Pháp với tấm nguyện muốn đại trùng tu ngôi chùa Thiền Quang Một đã xuống cấp theo năm tháng, nên chúng con thành tâm cúng dường tài lực, sức lực cùng với Hòa Thượng Viện Chủ xây dựng nên ngôi chánh điện này. Toàn thể Phật tử chúng con xin thành tâm kính dâng lên Đức Phật, Đức Pháp, cũng như mười phương tăng bảo, với ý nguyện ngưỡng mong Phật Pháp luôn được trường tồn, chúng sanh luôn được an lạc, và chư tăng, những bậc thầy khả kính luôn được an vui, tu tập và hoằng truyền Phật Pháp. Như từ muôn cánh hoa tươi, càng hoa kết lại do người khéo tay. Việc lành gáp mặt hôm nay, kết tòa an lạc lâu dài muôn sao. Chúng con cầu mong với phước báo xây dựng ngôi điện chùa Thiền Quang Một sẽ là một động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho chư tăng, cũng như hàng tại gia Phật tử chúng con vẫn vững bước an vui trên con đường tu tập ngay chính trong ngôi nhà Phật Pháp của nghìn đời chư Phật. Chúng con xin chia phước lành đến tất cả chư thiên ngự trong ta bà thế giới, nhất là vua trời Đế Thích, tứ đại thiên vương, cùng chư thiên ngự tại chùa Thiền Quang Một này. Cầu xin các ngài quan hỷ, hỗ trì cho chương trình đại trùng tu xây dựng ngôi tam bảo chùa Thiền Quang Một của Hòa Thượng Thiện Pháp được sớm thành tu tự viên mãn theo như tâm nguyện của Ngài. Vì theo chúng con được biết, ngôi chính điện mới chỉ là hạng mục đầu tiên, là bước khởi đầu cho công trình đại trùng tu chùa Thiền Quang Một. Sau chính điện, Ngài Hòa Thượng sẽ tiếp tục xây dựng khu tăng xá, khu nhà khách, trai đường, cổng tam quan, sân bãi cũng như một số công trình phụ khác. Mức kinh phí xây dựng các hạng mục còn lại sẽ rất cao và đòi hỏi thời gian lâu dài. Chúng con cũng rất mong chư thiên hộ trì, chư tôn đức và toàn thể quý Phật tử xa gần sẽ tiếp tục chung tay đồng lòng đóng góp công sức và đại công trình chùa Thiền Quang Một cùng với Ngài Hòa Thượng Viện Chủ, để ngôi chùa ngày sớm được hoàn thành mỹ mãn
theo như ý nguyện. Chúng con toàn thể thí chủ hùng phước xây dựng ngôi chánh điện chùa Thiền Quang Một, xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức và kính thành dâng lên lời tác bạch, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi chứng minh và tùy hỷ phước lành đến toàn thể chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau lời tác bạch cảm tưởng của tập thể thí chủ hùng phước xây dựng ngôi chánh điện chùa Thiền Quang Một, do gia đình Đỗ Trước Phương Lan đại diện tác bạch trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Hữu Minh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, sẽ đại diện cho lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành và xã Bình Sơn sẽ có lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Hữu Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, kính thưa Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Thành, kính thưa được các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Sơn, kính thưa Hòa thượng Thích Thiện Pháp chủ trì chùa Thiền Quang Một, kính thưa chư tôn đức tăng ni và Phật tử trong và ngoài huyện, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2024, Hòa thượng Thích Thiện Pháp long trọng tổ chức khánh thành chùa Thiền Quang Một. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Sơn gửi lời chúc mừng ân cần nhất đến các thầy Hòa thượng Thích Thiện Pháp chủ trì chùa Thiền Quang và toàn thể nam tín nữ Phật tử xa gần lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, như chúng ta đã biết, chùa Thiền Quang Một được hình thành vào năm 1976, tọa lạc tại ấp 8 xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do Hòa thượng Thích Thiện Pháp chủ trì. Theo thời gian, chùa đã xuống cấp. Trước thực trạng của chùa nên đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đóng góp để xây dựng ngôi chùa được khang trang để phục vụ Phật tử trong xã Bình Sơn. Từ khi hình thành chùa Thiền Quang Một năm 1976 đến nay, trải qua 48 năm dưới sự điều hành của chủ trì chùa, Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã cố gắng từng bước đưa chùa Thiền Quang đi lên và phát triển. Trong những năm qua, chùa Thiền Quang Một đã có nhiều đóng góp cho địa phương, cụ thể là vận động các Phật tử chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân cùng nhau xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vận động nhân dân trong vùng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành chấp hành chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ. Ngoài ra, hàng năm còn vận động hỗ trợ tiền và vật chất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Bình Sơn trong dịp lễ Tết hàng trăm triệu đồng và vận động các vận động khác. Kính thưa đại đức tăng ni Phật tử, hôm nay chùa Thiền Quang đã hoàn thành. Từ đây, chùa đã có đủ điều kiện tổ chức làm trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trao đổi văn hóa và tìm hiểu giao lưu Phật cho tất cả mọi người. Chùa Thiền Quang Một là ngôi nhà cho tất cả mọi người và về suối nguồn an vui và hạnh phúc. Một lần nữa, xin chúc toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể Phật tử luôn an lạc, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại xã Bình Sơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Sau lời phát biểu của đại diện chính quyền địa phương, tiếp theo chương trình là lời phát biểu chúc mừng của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Phần này, ban tổ chức chúng con thành kính đi đầu bái thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Khai, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, sẽ có lời phát biểu chúc mừng thay mặt thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng. Nam mô Trung Thiên Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh.
ngưỡng bạch Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Viên Minh. Kính bạch Hòa thượng Thiện Pháp, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Đồng Nai. Kính bạch Sư Bụ Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Đồng Nai. Kính bạch Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Đồng Nai. Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Long Thành. Và Chư Tôn Đức Tăng cũng như quý vị tu nữ. Kính thưa quý vị lãnh đạo, đặc biệt là bà Lê Thị Hoài, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Phước Ninh là nguyên là Phó Phòng Ban Tôn giáo Chánh phủ tỉnh Đồng Nai và Chư Tôn Đức lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai, Chư Tôn Đức lãnh đạo của huyện Long Thành và địa phương sở tại. Kính thưa quý nam nữ Phật tử thân mến, hôm nay chúng tôi đại diện cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai có lời chúc mừng cho Hòa thượng Thiện Pháp đã hoàn thành một chánh điện. Hôm nay là lễ khánh thành An Vị Phật và Kiết Giới Si Ma. Xin kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý liệt vị, khi nào chúng ta đứng ra làm chùa trùng tu, chúng ta mới thấy sự gian nan cực khổ của người đứng ra để trùng tu ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo này, Hòa thượng Thiện Pháp đã hy sinh gần 9 năm mới được hạng mục 1. Còn bao nhiêu công trình nữa, gian nan lắm, cực khổ lắm. Ai có nằm trong hoàn cảnh này mới thấy được cái sự cực khổ và sự hy sinh lớn của Hòa thượng Thiện Pháp. Kính thưa quý liệt vị, sở dĩ hôm nay chúng tôi được duyên lành trở về đây dự lễ khánh thành, đó là cái mối quan hệ từ thập niên 80 năm thế kỷ 20 do Hòa thượng Giác Chánh năm 1987. Hòa thượng được trưởng lão Hòa thượng Thượng Huệ Hạ Thành, nguyên tăng thống Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh đầu tiên mời sư Giác Chánh về làm giáo thọ ở tại Tổ đình Long Thiền. Lúc bây giờ tôi là một người còn nhỏ cho nên làm thị giả cho Hòa thượng. Và tôi đi theo Hòa thượng từ Thiền Quang II và các chùa Nam Tông. Đặc biệt là có lần tôi lưu trú ở tại chùa Nguyên Thủy và chùa Bủ Quang vân vân. Cho nên đối với tôi tình cảm đặc biệt đối với Chư Tôn Đức Tăng, mà đặc biệt nhất là đối với Chư Tôn Đức Nam Tông Kinh. Chính vì cái tình cảm đó mà chúng tôi mới thấy được cái sự khổ cực, gian nan của một vị để đứng ra xây dựng một cái ngôi chùa. Mà đặc biệt là bên Nam Tông được Phật tử ủng hộ, Phật tử đứng ra ủng hộ theo truyền thống rất lâu đời của Phật giáo, là Phật tử đứng ra để lo tài vật để cho người tu sĩ để xây dựng. Cho nên tuy rằng ở trong thời gian 9 năm, bao nhiêu cuộc thăng trầm, bao nhiêu cuộc khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng Hòa thượng cũng
vừa là lo Phật sự, vừa là giúp đỡ đồng bào bị nạn tai vân vân mọi thứ. Đó là điều hết sức là quý báu. Hôm nay chúng tôi trở về đây thấy cảnh tượng như thế này, chúng tôi rất là chia sẻ và một lần nữa xin kính chúc Hòa Thượng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Phật giáo, đối với nhân dân tại địa phương, và xin kính chúc buổi lễ được thành tựu viên mãn. Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử thân tâm thường lạc, luôn sống an lành trong ánh từ bi hỷ xả của Đức Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban tổ chức chúng con thành kính đề đầu đảnh lễ tri ân những lời đạo từ của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa chia sẻ với ban tổ chức chúng con cùng toàn thể đạo tràng tham dự buổi lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình là lời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh buổi lễ. Phần này chúng con thành kính đề đầu bái thỉnh Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa Thượng Viên Minh, từ bi ban đạo từ đến ban tổ chức chúng con cùng toàn thể đạo tràng tham dự đại lễ. Chúng con thành kính bái thỉnh Đức Phó Pháp Chủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, các cấp giáo hội, kính thưa quý quan khách, các cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã địa phương, kính thưa chư thiện nam tín nữ, trước hết tôi hết sức là xúc động bởi vì nhớ lại từ lúc mà chúng tôi còn là mới tu, chúng tôi đã là có những cái thân thiết trong đời sống tu tập với là Hòa Thượng Thiện Pháp. Khi mà cái ngôi chùa Thiện Quang này mới được thành lập ở trong cái rừng cao su thì chúng tôi cũng đã có mặt chia sẻ với là Hòa Thượng Bụ Chấn, cũng như là cái người mà trực tiếp quản lý cái ngôi chùa đó chính là Hòa Thượng Thiện Pháp. Lúc đó mới còn sa di, rồi dần dần thọ giới trì kheo. Nhưng mà cái đức tính của ông Hòa Thượng Thiện Pháp chính là ở cái chỗ luôn là cần cù, nhẫn nại, chịu đựng những khó khăn, nhất là những cái khó khăn lúc đầu trong việc xây dựng, trong việc bảo quản một cái ngôi chùa. Hòa Thượng là một cái người không những là rất cần cù, rất là nhẫn nại, mà là còn trong việc ngoại giao đối với là giáo hội, đối với chính quyền, đối với Phật tử, đối với quần chúng, thì luôn là một người rất giản dị, hiền hòa, và luôn là đồng hành với là giáo hội, đồng hành với là chính quyền, cũng như là luôn chia sẻ về mặt tâm linh đối với là hàng Phật tử. Chính vì cái điều đó, chính vì cái đức, những cái đức độ đó, ngay từ lúc đầu Hòa Thượng đã được uy tín đối với là thiện nam tín nữ. Nhưng thiện nam tín nữ luôn là thân cận và mến phục cái đức độ của Hòa Thượng Thiện Pháp. Trong những ngày mà cái ngôi chùa này đến xây dựng ở đây đó, thì tôi cũng thường đến đây có mặt với Hòa Thượng, đôi lúc ăn cơm đàm bạc với nhau, đàm đạo với nhau ở đây. Và những cái kỷ niệm đó tôi vẫn còn nhớ mãi. Hôm nay thì cái ngôi chánh điện đã được Hòa Thượng nỗ lực để xây dựng
cũng như là sự đóng góp của chư thiền nam tín nữ. Tôi cũng đã từng làm nhiều chùa, và tôi cũng đã, như Hòa Thượng Trượng Bang vừa nói đó, ai làm chùa mới biết là cái làm chùa là cực khổ như thế nào. Bởi vì có những cái lúc hết sức là cảm động. Có một người Phật tử, có một cái công ty, cái người đó là nghe khi mà tôi xây dựng cái ngôi bảo tháp ở chùa Bụ Long á, thì cái người Phật tử đó mới đi đến để xin cúng dường. Nhưng mà khi đi ra ngoài cửa đó thì có một cái bà bán xôi, có cái bà bán xôi là xin có một cái chỗ ở trước cái công ty để bán. Cái bà mới hỏi là hỏi cái người cái chủ đó là bà đi đâu, nói là đi tôi đi cúng chùa. Thì cái người bán xôi đó gửi 20.000 để cho cái bà công ty đó là đem đến để cúng chùa. Khi bà đó nói lại, thuật lại cái chuyện đó thì tôi hết sức cảm động, gần như là rơi nước mắt. Bởi vì cái sự cúng dường của Phật tử, đặc biệt là Phật giáo đó, thì không phải là chúng tôi có một cái ngân khoản sẵn để mà làm, mà là luôn luôn là nhờ sự ủng hộ của Đàn Na Tín Thí. Cho nên cái sự ủng hộ của Đàn Na Tín Thí, dù nhiều hay ít, thì đều là cái công đức hết sức là to lớn. Đôi lúc càng ít, với một cái tâm như là bà bán xôi đó đó, thì là cái công đức cực kỳ lớn lao. Bởi vì theo đạo Phật thì cái tâm mới là chính. Thì cái tâm cúng dường để mà một cái ngôi chùa đến nay đã thành tựu một cách rất là khang trang, rất là hoành tráng. Đó là cái trước hết là cái công đức của Hòa Thượng Thiền Pháp, của Chư Tăng ở chùa Thiền Quang, và tất cả thiền nam tín nữ, người ít kẻ nhiều đã đóng góp cho cái công trình này được thành tựu như hôm nay. Và tôi cũng mong rằng là những cái chương trình tới, như là tăng xá hay là trùng tu những cái hạng mục khác ở trong chùa, sẽ được chư thiền nam tín nữ ủng hộ, tiếp tục ủng hộ để cho cái ngôi chùa trở thành là một cái điểm sinh hoạt tôn giáo tốt đẹp của Nam Tông, cũng như là một cái ngôi chùa trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, đem lại cái đời sống tâm linh tốt đẹp không những cho Phật tử mà cho quần chúng ở chung quanh cái xã Bình Sơn hay là huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai của chúng ta. Một lần nữa tôi hết sức là tán dương công đức của Hòa Thượng Thiền Pháp, và đồng thời cũng là cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của giáo hội, và nhất là của chính quyền tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành và xã Bình Sơn. Tôi kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui mạnh khỏe, để chúng ta tiếp tục làm những cái công việc tốt đẹp, đem lại hạnh phúc, an vui cho địa phương cũng như là cho đất nước của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con cùng toàn thể đạo tràng tham dự thành kính đảnh lễ tri ân những lời pháp ngữ ngọc vàng của Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và chúng con nguyện y giáo phụng hành theo lời huấn từ của Đức Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau lời đạo từ của Hòa Thượng Đệ Nhất Chứng Minh buổi lễ hôm nay sẽ là phần trao tặng hoa và quà chúc mừng trong buổi lễ. Vào giờ này chúng con thành kính để đầu bái thỉnh Ngài Hòa Thượng Thiện Pháp, trụ trì chùa Thiền Quang Một, trưởng ban tổ chức, quang lâm ra khu vực giữa lễ đài để tiếp nhận các phần quà chúc mừng của Chư Tôn Thiền Đức, quý quan khách cùng đạo tràng tham dự. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Trước tiên, ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
trưởng lão Hòa Thượng Viên Minh quang lâm trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Tổ đình Bửu Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến Hòa Thượng Thiện Pháp. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thiện Pháp nhận phần lẵng hoa chúc mừng của Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa Thượng Viên Minh, viện chủ Tổ đình Bửu Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Phó Pháp Chủ. Sau lẵng hoa chúc mừng của Đức Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Minh Giác, Phó Ban Quản trị Tổ đình Bửu Quang, Tổ đình Phật giáo Nam Tông Kinh, sẽ đại diện cho Tổ đình Phật giáo Nam Tông Kinh để tặng lẵng hoa chúc mừng buổi lễ hôm nay đến Hòa Thượng Thiện Pháp. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng. Sau lẵng hoa của Tổ đình Phật giáo Nam Tông Kinh, chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, quang lâm trao lẵng hoa của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Sau lẵng hoa của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai là lẵng hoa của Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lẵng hoa của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Thích Đạt Ma Chí Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành sẽ trao lẵng hoa chúc mừng đại lễ đến Hòa Thượng Thiện Pháp. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Hoài, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, sẽ đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai trao lẵng hoa chúc mừng của Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn bà Lê Thị Hoài, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã tặng lẵng hoa chúc mừng đến Hòa Thượng Thiện Pháp trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời lẵng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành. Xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Thanh Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành, tặng lẵng hoa chúc mừng đến Hòa Thượng Thiện Pháp. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn bà Lê Thị Thanh Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành. Tiếp theo, trân trọng kính mời lẵng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn. Xin trân trọng kính mời ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, ông Võ Đức Toàn, sẽ tặng lẵng hoa chúc mừng đến Hòa Thượng Thiện Pháp trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn ông Võ Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, đã tặng lẵng hoa chúc mừng trong buổi lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng con xin thành tâm bái thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Giới Đức, trụ trì chùa huyện Không Sơn Thượng, thành phố Huế, sẽ tặng lẵng hoa chúc mừng của chùa huyện Không Sơn Thượng, thành phố Huế đến Hòa Thượng Thiện Pháp. Chúng con thành tâm bái thỉnh Đức trưởng lão Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân đây, Đức trưởng lão Hòa Thượng Giới Đức, bậc tôn túc trưởng lão Phật giáo Nam Tông, viện chủ chùa huyện Không Sơn Thượng, thành phố Huế, có một bức thư pháp gửi đến tặng đến Hòa Thượng Thiện Pháp và chùa Thiện Quang Một. Chúng con kính cung thỉnh Đức trưởng lão Hòa Thượng đọc thư pháp. Hôm nay á, để thay đổi không khí tốt, hòa chúng vào cái niềm vui quan hệ của mọi người trong lễ khánh thành chùa Thiện Quang Một, đồng thời có lễ kết giới Sĩ Ma. Bây giờ tôi xin đọc một bài thơ để hòa cùng niềm vui chung với đại chúng. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính mừng lễ khánh thành và kiết giới Sĩ Ma chùa Thiện Quang Một, quý tăng trưởng lão Thiện Pháp, huy hoàng bảo sát tỏa trần khơi, đệ nhất thiền quang phùng đạo đời, nguyện lớn nghìn trùng mấy gió cuồng, hành cao trăm trường tuyết sương phơi, tạc rồng hòa phường công tôn tạo,
tố nguyệt điểm sao, đức tiếp bồi, kiết giới, niềm kinh, nghiêm bảy cõi, giảng thiền, quán pháp, nhiếp bao người, gốc xưa tự tài, cây xanh lá, cành mới, an nhiên, là biết người, bạc nhã qua sông, tròn mật độ, bồ đề mấy hạt, đúng duyên thời, bi cảm non mê đùn khổ lạc, thương đau biển ải giật đầy với phàm vương thiên đế gìn chân tràng, tam bảo hồng ân ngàn chữ lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý liệt vị, vì thời gian có hạn và chương trình vẫn còn nhiều nên ban tổ chức chúng con không thể giới thiệu và kính mời các chùa và quý vị trao tặng. Ban tổ chức chúng con kính tri ân tấm lòng vàng từ bi của quý ngài và sự quan hệ của quý vị cho ban tổ chức chúng con. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh hòa thượng trụ trì chùa Thiền Quang Một sẽ trao tặng kỷ niệm chương ghi nhận công đức cúng dường xây dựng chánh điện chùa Thiền Quang Một đến các Phật tử thí chủ.